Này sử dụng thảo dược Epicin và Hepavin tôm bóng đó. Ao này được 80 ngày tuổi về 50 mấy con, năm mấy anh? Tôm này có 55 con. 55 con. Vừa rồi tôm có gặp sự cố nên sử dụng Epicin để phục hồi, vừa phục hồi lại tôm đang phát triển lớn nha. Vô đi con. Mà vô. Vô đi té đó. Ao này là xài FPS nha, Epicin để tạc trị phân trắng nè. Tôm vừa mới phục hồi, đang phát triển lớn lại nha. Tôm rất là bóng luôn. Tôm rất là bóng luôn. Và đang xài thảo dược phục hồi tế bào để phát triển con tôm lại nha. Tôm rất là bóng. Tại thì em đang vào ao nuôi của anh Đường, đang sử dụng thảo dược Epicin để phòng bệnh tôm. Hôm qua em quay là 80 ngày và hôm nay là 81 ngày. Hôm qua em quay là giai đoạn tôm 80 ngày tuổi là 55 con, thì hôm nay là 81 ngày để coi tôm có thay đổi gì không nè. Thì sản phẩm thảo dược Epicin này mình cho ăn phòng và đặc trị vẫn được nha anh chị, đặc trị phân trắng hay lắm. Vườn to lắm. Này sản phẩm Epicin là anh chị trộn cho ăn là đường vườn cũng to luôn nha anh chị. Phân thải ra cũng to dài bóng. Khoảng chừng 20 phút nữa em sẽ quay thêm một ao ở bên xã Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau nha, ở trong cái bát á, gần Gạch Chèo. Tôm bóng lắm ha anh chị ơi, tôm rất là bóng luôn. Dạ, chào anh chị Thạch Hoàng Bá, hàng Hoàng Chắc nha. Thì
hôm nay em giao tới 10 ký ở đây. Ao của anh Đương sử dụng thảo dược của bên em là từ đầu vụ tới hiện tại nha. Thì vừa qua thì anh cho anh phòng và đặc trị luôn. Ở đây thì có tất cả là 2 ao.